Với khẩu hiệu hành động đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển, sáng nay ngày 23 tháng 7 năm 2020, Đảng bộ huyện Tân Thạnh đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Cang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9 nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển bền vững, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm lãnh đạo thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kết quả thực hiện đạt 18 trên 22 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9 nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, sản xuất nông nghiệp có bước chuyển dịch cơ cấu theo hướng nâng cao hiệu quả, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ tăng dần giá trị sản xuất trong cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 7,34% một năm, triển khai các mô hình lúa ứng dụng công nghệ cao được trên 2.754 ha, xây dựng 32 trạm bơm điện phục vụ 9.280 ha, đạt trên 29% trên tổng diện tích sản xuất. Lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 441.221 tấn, phát triển văn hóa xã hội đạt yêu cầu nghị quyết, giải quyết hợp lý các vấn đề xã hội, chế độ chính sách đối với người có công với nước được thực hiện đầy đủ, kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học đạt 100%, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 81%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 119,6%. 11 trên 13 xã thị trấn đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,83%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%, giải quyết việc làm cho 3.179 lao động, kết nạp mới 513 đảng viên, có 91,9% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày mai 24 tháng 7 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Thạnh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục ngày làm việc cuối cùng để hoàn thành các nội dung bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ban thường vụ huyện ủy, bầu bí thư huyện ủy, phó bí thư, ủy ban kiểm tra chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.